Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lên mây bằng đôi cánh ảo, Thủ tướng Chính phủ đã lộn cổ xuống đất. Con số tăng trưởng GDP của nền kinh tế Việt Nam vào năm 2022 tới 8% là con số ảo. Tờ Thời báo chấm D có những bài bình luận về đề tài này, bởi việc khảo sát đời sống dân sinh thì Việt Nam là điều dễ hiểu. Con số 8% chỉ có thể quan sát qua mặt được người dân ít hiểu biết, chứ không thể qua mặt được những ai có thể hiểu biết về tình hình kinh tế chính trị của đất nước Việt Nam hiện nay. Và năm ngoái, ông Thủ tướng Chính phủ đã lên mây bằng đôi cánh ảo. Dân gian có câu nói, cây kìm trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Quả thật, con số 8% không thể che đậy được thực trạng sờ sờ ra trước mắt mà ai cũng trải nghiệm nó. Thông thường, khủng hoảng kinh tế bao giờ cũng tác động đến người dân nghèo trước, rồi sau đó mới đến người giàu. Năm 2022 là năm mà những đại gia như Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàn Minh, Trịnh Văn Quyết của FLC và Trương Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát ngã ngựa. Trong năm này, các đại gia bất động sản hàng đầu của Việt Nam cũng khốn đốn như Vingroup và Novaland. Hai doanh nghiệp này vẫn còn đang tiếp tục khó khăn khi bước qua năm 2023. Ngoài giới bất động sản thì thị trường chứng khoán cũng cho thấy tình hình kinh tế rất ảm đạm. Chỉ số Việt Nam Index rơi thấp nhất trong vòng 20 năm chỉ là bề nổi, còn phần bên trong của thị trường này thì có thể mô tả bằng từ nát như tường. Nó có quá nhiều lỗ hổng để hàng loạt đại gia tham gia vào đây dễ dàng lùa gà, chiếm dụng vốn của nhà đầu tư. Đấy là bức tranh kinh tế suốt năm 2022, năm mà Tổng cục Thống kê báo cáo tăng trưởng lên đến 8%. Thời báo chấm D đã từng phân tích, nếu cứ dùng số giả để ra chính sách thì thế nào chính sách cũng sai. Bởi con số giả chính là cách bắt không đúng bệnh của nền kinh tế, mà bắt không đúng bệnh thì làm sao kê toa thuốc trị hết bệnh cho được. Đó là nguyên nhân và kết quả rất nguy hiểm. Quý một năm nay, ông Thủ tướng Chính phủ đã rơi xuống đất. Mới đây, báo chí cho biết tổng sản phẩm trong nước GDP của Việt Nam quý 1 năm 2023 ước tính tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Con số này chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng 3,2% của quý 1 năm 2022. Trong đó, năm 2020 là năm đại dịch COVID, kinh tế đình trệ trên toàn thế giới. Đây là con số mà theo một số nhà đánh giá là đáng tin cậy bởi nó phù hợp với những gì họ quan sát được. Thực ra, giới phân tích cho rằng cái đà trì trệ này nó kéo dài từ năm 2022 sang tận năm 2023 mà thôi. Con số đẹp 8% năm 2022 nó là con số ảo của năm ngoái. Chính phủ của ông Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Cục Thống kê chế ra đôi cánh ảo để làm công tác tuyên truyền mị dân. Tuy nhiên, đến tháng quý 1 năm 2023 thì họ lại báo cáo con số thật, nên làm cho chính phủ từ trên mây nhào xuống đất và nhìn nhận thực trạng ê chề của nền kinh tế đất nước. Ở các nước dân chủ, người ta dùng những con số thật để báo cáo tổng kết năm cũ và ra chính sách của năm mới, nên họ thường ra chính sách hiệu quả. Còn chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì khác, họ sợ con số xấu nên họ nặn ra số đẹp. Đó là sự tai hại rất lớn, vì chính sách sai, người dân phải gánh đủ. Vào năm ngoái, dòng tiền đầu tư công bị nghẽn lại, năm nay lo thúc khai thông sớm. Ngay trong đêm ngày 27 tháng 3, ông Phạm Minh Chính đã gấp gáp ký văn bản số 178, yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng vào cuộc để thúc đẩy tháo gỡ thị trường bất động sản. Trong đó, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Vào năm 2022, tình trạng vốn đầu tư công bị nghẽn rất nhiều. Điều đó đóng góp không nhỏ cho tình hình tồi tệ của nền kinh tế Việt Nam trong năm qua. Và năm nay, khi mà mới quý 1 đã cho con số rất u ám, làm cho ông Phạm Minh Chính phải vội vã thúc đẩy giải ngân nguồn vốn này. Tuy nhiên, thúc thì thúc, nhưng nó có thông được hay không lại là chuyện khác. Bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có quá nhiều nút nghẽn, nên chính phủ cũng chẳng biết khai thông chỗ nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D với bản tin Lên mây bằng đôi cánh ảo, Thủ tướng Chính phủ đã lộn cổ xuống đất.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam Airlines từ đứa con cưng thành đứa con hư bất trị, ma bắt tay quỷ làm ăn. Hiện nay Việt Nam Airlines là công ty cổ phần, tuy nhiên vốn nhà nước trong công ty này chiếm tới 86%. Tất nhiên nhà nước chiếm toàn quyền quyết định ở doanh nghiệp này. Tên tiếng Việt của hãng hàng không này là hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Cho đến nay Việt Nam Airlines là hãng hàng không duy nhất đảm nhận các chuyến bay công vụ của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nói chung nó là con cưng của chính quyền Cộng sản. Hãng hàng không Việt Nam Airlines làm ăn bết bát. Thông thường là con cưng thì hay ỷ lại, mặc dù có rất nhiều ưu ái, nhưng hãng hàng không này lại hoạt động lỗ khủng, trong khi các hãng hàng không tư nhân khác không lỗ kinh khủng như họ. Tính đến tháng 4 năm 2022, Việt Nam Airlines lỗ đến 2 tỷ đô la Mỹ. Và đến ngày 30 tháng 3 năm 2023, Việt Nam Airlines đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét chấp thuận cho hãng được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2022. Việt Nam Airlines lý giải mình là công ty có quy mô lớn, hoạt động trên toàn cầu với 27 đơn vị trực thuộc, bao gồm 9 đơn vị trong nước và 18 chi nhánh ở nước ngoài, cùng 15 công ty con có mô hình vừa lớn lại hoạt động trong nhiều lĩnh vực cũng phải lập báo cáo tài chính hợp nhất. Doanh nghiệp đang sắp xếp ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp. Đấy là lý do của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, thì Vietnam Airlines đã lỗ vượt quá giới hạn. Nếu nộp báo cáo tài chính thì rất có thể doanh nghiệp này sẽ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán của Thành phố Hồ Chí Minh. Một đứa con cưng của chính phủ được cưng chiều hết mực, nhưng làm ăn thì bết bát. Nếu bị hủy niêm yết thì mất mặt quá. Nhân viên Vietnam Airlines đi vận chuyển ma túy. Bên trong của Vietnam Airlines được đánh giá là rất thối nát. Thượng bất chính thì hạ tất loạn. Vụ án 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines mang ma túy từ Pháp về Việt Nam chỉ là một phần rất nhỏ của cái thối nát này. Vụ chuyến bay giải cứu có nhiều hãng hàng không tham gia, trong đó có Vietnam Airlines, Vietjet Airways, Bamboo Airways, v.v. Tuy nhiên, Vietnam Airlines vẫn đóng vai trò chính trong thương vụ hút máu người dân Việt Nam xa xứ đến 4.000 tỷ đồng. Vụ này, ông Phạm Bình Minh đã ngã ngựa, nhưng lãnh đạo Vietnam Airlines vẫn bình an vô sự, thì đủ biết Vietnam Airlines được chiều chuộng đến như thế nào. Trong vụ chuyến bay giải cứu, Vietnam Airlines đã phối hợp với Bộ Ngoại giao, các đại sứ quán Việt Nam ở các nước làm nhiệm vụ lùa gà, còn Vietnam Airlines làm nhiệm vụ là công xưởng mổ thịt gà kiếm lợi tiếp. Vụ làm ăn nhuốm màu tội ác này đã làm rất nhiều quan chức ngành ngoại giao phải bị bắt giam, nhưng về lợi nhuận quá béo bở, Vietnam Airlines hiện nay vẫn liên kết chặt chẽ với Bộ Ngoại giao. Nếu lại có dịch hay có cơ hội nào tương tự, có lẽ họ lại hợp tác với nhau để mà chấn lột người dân thấp cổ bé họng. Trên trang web của Vietnam Airlines cho biết, chiều ngày 28 tháng 3, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines đã làm việc với Bộ Ngoại giao để tăng cường phối hợp với các đại sứ quán, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Tham dự buổi làm việc có bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và 15 người khác bao gồm các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2023-2026. Sau chuyến bay giải cứu ma rồi lại bắt tay với quỷ. Thông thường các chuyến bay công vụ của các quan chức, các đại sứ quán sử dụng Vietnam Airlines, những quan chức này nắm visa ngoại giao hoặc visa công vụ nên cũng được ưu tiên. Và đây chính là kẽ hở để các quan chức ngành ngoại giao làm ăn. Theo như thông tin được biết, quan chức ngoại giao ở Việt Nam buôn lậu bị phát hiện và bị triệu hồi về nước không phải là ít. Đấy là quan chức ngoại giao, còn quan chức của Vietnam Airlines cũng chẳng khá hơn gì. Đến ma túy mà họ còn buôn thì không biết còn món hàng gì họ không thể kiêng cữ. Sự phối hợp giữa Vietnam Airlines và Bộ Ngoại giao là sự phối hợp giữa ma và quỷ.
một người cho Thời báo.de nhận xét như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Việt Nam Airlines từ đứa con cưng thành đứa con bất trị mà bắt tay quỷ làm ăn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.